Từ Phúc, người tìm kiếm thuốc trường sinh. Từ Phúc là đệ tử thân cận của Quỷ Cốc Tử, ông uyên bác và thông thạo y học, cũng như khí công, nghiên cứu về sự bất tử và các kỹ năng tưởng tượng khác. Là đệ tử của Quỷ Cốc Tử, Từ Phúc đã được Tần Thủy Hoàng trọng dụng làm ngự y. Có lần Từ Phúc nói rằng có những vị thần sống trong ba ngọn núi thần tiên ở biển Bột Hải. Tin tức này khiến Tần Thủy Hoàng, người luôn bị ám ảnh bởi sự bất tử, vui mừng đến mức bỏ ra số tiền khổng lồ để phái Từ Phúc đi tìm thuốc. Vì vậy, Từ Phúc nhận sứ mệnh của Tần Thủy Hoàng và đi thuyền về phía đông ra biển. Tuy nhiên, ông đã thực hiện hành trình này nhiều năm và cuối cùng biến mất, và có nhiều ý kiến khác nhau về nơi ở cuối cùng của ông. Suy đoán phổ biến nhất là Từ Phúc gặp nguy hiểm trên biển, bị chết đuối khi tàu chim nên bị mất tích. Một số người còn cho rằng Từ Phúc đã du hành về phía đông đến Nhật Bản,